nó. Khi thấy một chú chó không được chạy thẳng tới trước mặt hay ôm nó, em không biết tính cách của chúng, chúng sẽ sợ và cắn em. Nếu bị một con chó lạ đe dọa, không được ném gì hết, và quan trọng là không được bỏ chạy. Cách tốt nhất là từ từ lùi lại, bình tĩnh. Nếu được thì lấy thứ gì đó chặn nó lại rồi gọi mọi người. Khi ra ngoài với thú cưng, phải nhớ đeo vòng cổ cho chúng, cẩn thận không để rơi mất dây. Được rồi, mọi người nhớ rồi chứ? Tụi em nhớ